Hôm nay mình ăn món gì ta? Mì gói. Mì gói ha. Không có gì ăn, mình ăn mì gói. Về nhà làm biếng quá nấu mì gói ăn. Nhìn mặt trời nó miếng trời. Rồi, mì gói luôn. 4, 5, 6, 6 mì gói luôn. Chỉ có 3 người ăn mà 6 miếng mì gói luôn. Biết có đủ hay không?